chương 1632, vạn kính thù ngự ba. Quốc sư, nguyệt qua chắp tay, quốc chủ. Đan tinh phun ra một ngụ khí lạnh, đưa tay lau mặt, người nói đây là thứ gì? Nguyệt qua không biết. Vân mộng đài là nơi cúng tế, mặc kệ là cúng tế cái gì cũng đều là hắn chủ trì. Bởi vậy vân mộng đài hắn rất quen thuộc. Thế nhưng, tình huống như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Tôn chủ khi nào mới tới? Hẳn là rất nhanh liền có thể tới, Tốc độ của tuyết sư rất nhanh, chỉ cần đem tin tức đưa đến vạn kính sơn, tôn chủ muốn tới đây cũng bất quá chỉ là một ý niệm trong đầu. Đan tinh có chút lo lắng nhìn về phía quốc đô mông lung phía dưới. Nguyệt qua, gần đây ta luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Đôi ngân đồng của Nguyệt qua hơi thu liễm lại, không có nói tiếp. Đan tinh quay đầu, có phải ngươi cũng cảm thấy hay không? Ba ngày trước ta lên một quẻ. Nguyệt qua nói, quẻ tượng không tốt lắm, nhưng ta không hiểu là có ý gì. Đan tinh, trực giác của hắn quả nhiên là đúng. Hai người lặng im không nói gì đứng trong màn mưa, phảng phất như pho tượng. Lạch cạch có âm thanh vang lên, ngay sau đó là giọng nữ linh động chuyển đến, dạo bước trong mưa cũng phải đi à, các ngươi đứng ở nơi này làm gì? Bị phạt đứng sao? Con người đan tình lập tức sáng lên, trên mặt đều viết lên sự kinh hỉ. Tôn chủ, ngài đã tới. Trên đường đến vân mộng đài, nữ tử áo trắng hoa văn đỏ cầm một chiếc dù màu xanh nhạt chậm rãi đi tới. Bái kiến tôn chủ, Nguyệt Qua lui ra phía sau một bước, nhường vị trí cho Minh Thù. Minh Thù gật đầu, dẫm lên mặt đất đầy nước mưa đi tới. Tế đàn thế nào? Đan Tinh nhanh chóng ra hiệu cho Minh Thù nhìn về phía tế đàn. Hắc khí kia không biết là cái gì, đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt Minh Thù rơi vào trên tế đài, trọn vẹn nhìn một hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, xuất hiện lúc nào? Phát hiện lúc ba ngày trước, lúc ấy chỉ lớn như vậy. Đan Tinh đưa ngón tay cái lên minh họa. Phát hiện lúc ba ngày trước, nói cách khác, cũng không biết là xuất hiện lúc nào. Minh thủ đưa rủ cho đan tinh, trực tiếp nhảy lên tế đàn. Tôn chủ. Đan tinh kinh ngạc một chút. Tế đàn ngoại trừ quốc sư, những người còn lại đều không được lên. Liền xem như quốc sư cũng chỉ tại thời điểm cúng tế mới có thể đi lên. Đương nhiên đan tinh ngăn cản không được Minh thủ, chỉ có thể khẩn trương nhìn lên, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Minh thủ đi đến tế đàn, hắc khí giống như là từ bên dưới tế đàn rỉ ra, liên tiếp tụ lại giữa tế đàn. Minh thủ đưa tay đụng đụng, ngón tay xuyên qua hắc khí không có nguy hiểm. cô thử lấy đồ xua tan hắc khí, nhưng mặc kệ minh thủ làm cái gì, hắc khí vẫn bất động, tựa như không khí. cái này là thứ đồ chơi gì a? À? minh thủ mò thú nhỏ ra, đưa đến trước mặt hắc khí, nhìn xem cái này là thứ đồ chơi gì, có phải thân thích của ngươi hay không? thú nhỏ dùng móng vuốt đập vào mu bàn tay minh thủ, ngươi mới có dạng thân thích này. thú nhỏ nhảy hai vòng bốn phía hắc khí, kỳ quái, nơi này là vùng dã ngoại hoang vu, làm sao lại xuất hiện khói dẫn hồn? khói dẫn hồn là cái gì? Minh thù tự nhận kiến thức rộng lớn nhưng chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Hừ. Thú nhỏ ngạo kiều hừ một tiếng, ta không phải rất lợi hại. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại. Thú nhỏ được khen, lúc này mới mừng khấp khởi nói, khói dẫn hồn sẽ chỉ xuất hiện khi thai ngén mang trong mình một sinh mạng mới, hiện lên màu trắng trong suốt, sau khi sinh mạng mới được sinh ra, khói dẫn hồn liền sẽ biến mất. Minh thù. Chỉ chỉ đoàn hắc khí kia, thế như ung đây là màu đen, thú nhỏ nhìn hắc khí lại nhìn minh thủ hình như là vậy minh thủ đây là tế đàn minh thủ điểm đầu ngón tay nên tế đàn một cái nhắc nhở thú nhỏ cái này mẹ nó là cục đá thú nhỏ nói có thể là cái đài này mang thai cục đá thành tinh bị người ta làm cho mang thai cũng không phải là không được a à. đương nhiên câu phía sau thú nhỏ không dám nói sợ minh thủ bóp chết nó thú nhỏ chắc chắn khói dẫn hồn sẽ không xuất hiện loạn nó xuất hiện ở nơi này Chứng minh nơi này nhất định có sinh mạng mới sắp được sinh ra. Ngươi xác định ta lúc nào lừa qua ngươi? Thú nhỏ lẩm bẩm, con sen hiện tại cũng không tin ta. Nhất định là do tên người thú quái dị hai chân không có lông kia. Minh thủ vớt nó lên, nhảy xuống tế đàn. Cô cùng thú nhỏ nói chuyện rất khẽ cộng thêm bị tiếng mưa rơi bao trùm, Đan Tinh cùng quốc sư đều không nghe rõ. Dĩ nhiên không phải bọn hắn nghe không rõ, mà là không dám nghe lén. Đan Tinh nâng du lên đỉnh đầu Minh thủ, "Tôn chủ, thế nào?" cái tế đàn này. Minh thủ tạm ngừng. Các ngươi xuống núi trước, khi nào ta kêu thì lên. Đan tinh cùng Nguyệt qua lít nhau, cũng không dám hỏi cái gì. Đem dù trả lại cho Minh thủ, một trước một sau đi xuống núi. Minh thủ che dù đứng trước tế đàn, cô nhìn qua phương hướng tế đàn. Sắc mặt lộ ra cảm xúc làm người ta nhìn không thấu. Mưa chẳng biết lúc nào đã rơi lớn. Minh thủ thả dù trong tay xuống, cứ như vậy đứng trước tế đàn. Nước mưa theo gỏ má cô chảy xuôi xuống làm ướt y phục thú nhỏ ôm cánh tay minh thủ lông mềm mại gọi nhẹ mấy lần minh thủ đứng trước tế đàn đến khi mưa tạnh ánh nắng xuyên phá mây đen một lần phản chiếu khắp mặt đất minh thủ xoa xoa nước mưa trên mặt quần áo trên người trong nháy mắt đã khô cô kêu đan tinh cùng nguyệt qua lên tới đào đi đan tinh cùng nguyệt qua đồng thời kinh sợ tôn chủ đây là vân mộng đài đó không phải cũng là nhân tu xây lại sao có gì tốt để ngạc nhiên sao có thể giống nhau tôn chủ dưới vân mộng đài có đồ vật gì đan tinh hỏi nhất định phải đào sao ừ minh thủ không quan trọng các ngươi đào hay không đào đan tinh không hiểu rõ có chút do dự hỏi quốc sư bên cạnh nguyệt qua quốc sư ngươi xem nếu tôn chủ đã kêu đào quốc chủ nghe theo là được nguyệt qua cung kính nói tin tưởng tôn chủ nhất định có đạo lý minh thù có đạo lý gì cô cũng không thể nói nói là nghi ngờ cái vân mộng đài này thành tinh mang thai a à. cô không cần mặt mũi của tôn chủ sao đan tinh cùng nguyệt qua lít nhau Hai người đi đến bên cạnh nói thầm một hồi, cuối cùng vẫn tìm người đến đào. Bởi vì không biết sẽ đào ra cái gì nên minh thủ để bọn hắn tìm người quen biết, miễn cho phức tạp. Đan Tinh run lẩy bẩy, coi như minh thủ không nói, hắn cũng không dám tùy tiện gọi người đến đào a, à, đây chính là Vân Mộng Đài. Người Đan Tinh gọi tới nghe nói muốn đào Vân Mộng Đài cũng có chút không dám, cuối cùng Đan Tinh nổi giận, một đám người liền nhanh chóng đi đào. Vân Mộng Đài hình tròn bị người ta thô bạo đập ra, từng cục đá chất đống ở bên cạnh. Minh thủ ngồi bên cạnh uống trà ăn điểm tâm, thần sắc nhàn nhã hơn nhiều so với Đan Tinh đang khẩn trương. A, à, một người đang đào đột nhiên ngã xuống. Thế nào thế nào? Đan Tinh mấy bước tiến lên. Người còn lại ở phía trên từng người sắc mặt trắng bệch, nhìn kỹ, hai chân đều đang phát run. Bên trong có cái gì? Đan Tinh hỏi. Đáng tiếc không có ai trả lời hắn. Đan Tinh quỳnh lên, chuẩn bị tự mình đi xem, Nguyệt Quang ngăn hắn lại, quốc chủ, ta đi. Nguyệt Qua nhảy tới, thuận theo nơi đang đào đi tới. Nguyệt Qua từ trước đến nay không có biểu tình gì trên mặt, lúc này lại đang dạn nứt ra một tia không thể tin được. Mọi người xem có chỗ nào sai chính tả chứng minh thư xuống dùng ta nhi. Chương 1633, Vạn Kính Thù Ngự 4. Trong quan tài lưu ly trong suốt có một nữ tử, nữ tử trang phục lộng lẫy, vải áo thoáng như mới, nhưng sắc mặt đã sám xanh, thần sắc dữ tợn giống như ác quỷ bị giam trong quan tài. Mà phần bụng của nữ tử nhô cao lên, vân mộng đài là nơi cúng tế cầu phúc của ly dương quốc ở phía dưới lại có thứ này hắn thân là quốc sư lại một chút cảm giác cũng không hay biết trong quan tài lưu ly chẳng cảnh dọa người đan tinh cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy hơn nữa còn là ở dưới vân mộng đài cô ta chết rồi sao từ mặt ngoài nhìn vào nữ tử hẳn là đã chết nhưng cái bụng kia quốc chủ nếu không móc ra toàn bộ nhìn xem bọn hắn lúc này nhìn như vậy chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận rất nhiều chi tiết đều không nhìn thấy cũng được. Không được." Minh Thù đứng bên cạnh Đan Tinh, nghe vậy liền lập tức phủ định, "Phía dưới có trận pháp, các ngươi khẽ động, trận pháp liền sẽ khởi động." "Cái gì? Trận pháp?" Đan Tinh kinh ngạc, "Tôn chủ, đây là cái gì?" "Ngài nhận biết sao?" "Đúng đúng đúng, đừng hốt hoảng. Tôn chủ ở chỗ này, nhất định không có việc gì. Cô ta là vương phi của đức vương." Minh Thù nói, "Các ngươi chưa thấy qua à? A, à, cũng thế, đều đã trôi qua lâu như vậy, các ngươi khẳng định chưa thấy qua." Đan Tinh, Đức vương, cái này cần ngược dòng tìm hiểu đến cuộc chiến U Thủy đi, không biết đã truyền qua bao nhiêu đời, hắn làm sao có thể nhận biết là vị đức vương phản bội Ly Dương. Nguyệt Qua cẩn thận hỏi thăm, "Từ sau cuộc chiến U Thủy, còn ai dám dùng phong hào đức vương?" Minh Thủ nâng khóe miệng lên một nụ cười nhạt. Đan Tinh gãi gãi đầu, "Cuộc chiến U Thủy, lại là cuộc chiến U Thủy. Tôn chủ, trận chiến kia đến cùng còn xảy ra chuyện gì? Cái này Vương phi của Đức Vương vì sao lại ở đây? Đức Vương phản bội Ly Dương, đứng phía sau suối dục đám người công tháp. Sau khi kết thúc công tháp, ba phần thiên hạ, Đức Vương thành lập liệt Dương quốc, phân chia đại lục sùng thiên. Sau khi Đức Vương xưng đế, đổi thành quốc chủ triều võ, cưới đích nữ của tần thị làm hậu. Đan tinh gật đầu, đây đều là ghi chép trong lịch sử, nhưng về sau không phải Đức Vương cùng vị đích nữ tần thị này hợp táng sao? Vậy người này, là ai? Minh Thù nhìn về phía người nằm trong quan tài lưu ly, cô ta không họ tần cô ta là vương phi của đức vương ở ly dương quốc đan tinh nguyệt qua tôn chủ vậy tại sao cô ta lại ở chỗ này minh thù nhìn chung quanh một chút lại ngó ngó quan tài lưu ly đan tinh nín hơi chờ lấy đáp án của minh thù làm sao ta biết cũng không phải ta chôn đan tinh vậy ngài nhìn cái gì tôn chủ vân mộng đài phát hiện một cỗ thi thể như thế khẳng định không phải chuyện tốt hơn nữa ngài nhìn bụng cô ta rất kỳ quái Đan Tinh vội vàng nói, tôn chủ, ngài nói dưới này còn có trận pháp, là trận pháp gì? Minh thủ đưa tay chỉ huy người bên cạnh, các ngươi đem nơi này mở ra, không được đụng vào quan tài. Mau mau! Đan Tinh thúc giục một tiếng. Vân mộng đài to lớn hoàn toàn bị phá hư, tảng đá được rời đến bên cạnh, quan tài lưu ly cũng triệt để lộ ra. Mà đoàn hắc khí kia lúc này đang bay đến phía trên quan tài. Chính là đối diện với bụng của nữ tử kia. Nguyệt qua! Quốc chủ! Nguyệt qua nhanh đi tới, Đan Tinh hơi cao lông mày lại hỏi, người có thể cảm giác được người ở bên trong là chết hay sống không? Nguyệt Qua lắc đầu, không cảm giác được sinh khí, hẳn là không phải vật sống. Dĩ nhiên không phải, sống, sống còn không phải không được đụng tới. Thanh âm của Minh Thủ từ bên cạnh truyền tới, tôn chủ, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, đây rốt cuộc là cái gì? Minh Thủ ném đi hột trong tay, cầm một cái sảnh sắt đi đến trước quan tài, Nguyệt Qua cùng Đan Tinh đuổi theo sát. Minh thủ dùng sảnh sắt đào bốn phía quan tài, tựa hồ đang tìm đồ vật gì, cuối cùng dường như đã tìm được cái gì, bắt đầu đào xuống phía dưới. Minh thủ không có để bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn cũng không dám tiến lên, chỉ có thể chờ lấy. Bang bang sảnh sắt đụng vào thứ gì, phát ra từng tiếng vang. Két. Sau một tiếng này, Đan Tinh cùng Nguyệt Qua liền thấy trong bùn đất có máu thẩm thấu ra, Minh thủ đào ra một rễ cây, rễ cây kết nối ở dưới đáy quan tài, mà rễ cây thẩm thấu ra tất cả đều là máu tươi. Minh thủ ném sảnh sắt cho Nguyệt qua, tìm, bốn phía quan tài nhất định còn có. Đại lục sùng thiên, liệt dương quốc, quốc chủ, quốc chủ, không xong rồi, thắng hướng các hạ. Quốc chủ liệt dương quốc đưa tay, ra hiệu người kia yên tĩnh, quay đầu nói với Long gia chủ, Long gia chủ, xin lỗi không tiếp được một chút. Long gia chủ gật đầu, quốc chủ liệt dương quốc đứng dậy rời đi, chờ rời khỏi một khoảng cách dài, hắn mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Quốc chủ tự ngài xem đi. Người kia cũng không nói gì, chỉ nói một câu như vậy quốc chủ liệt dương quốc nhíu mày bên kia vâng quốc chủ liệt dương quốc bước nhanh đi về một phương hướng đẩy cửa thư phòng ra mở ra thông đạo lại đi một hồi lâu phía trước dần dần có ánh sáng ánh sáng theo hắn từ bên trong ra ngoài bên ngoài lại là một tràng diện khác sơn động không lớn không nhỏ có thực vật xanh bò đầy đỉnh đầu sân vườn có ánh sáng rơi xuống trong này có ba tên lão giả nhìn qua tuổi tác vô cùng lớn tóc trắng mi trắng nếp nhăn đầy mặt nhưng từng lão giả đều là tinh thần phấn chấn quốc chủ liệt dương quốc lúc này một chút kiêu ngạo cũng không dám bày ra ba vị tổ gia ra, ra đã xảy ra chuyện gì các lão giả đem đường tránh ra quốc chủ liệt dương quốc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt một nam tự áo đen ngồi xếp bằng dưới đất khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi trên mặt đất khắc họa lấy trận pháp nhưng lúc này trận pháp đang dần dần bị hủy đi chuyện gì xảy ra đột nhiên liền biến thành như vậy một lão giả nói, nhất định là có người phá hỏng. Quốc chủ Liệt Dương Quốc nhìn về phía nam tử áo đen kia, thắng hướng không thể ổn định sao? Lão giả nói, đối phương không biết lai lịch gì, thắng hướng sợ là nhịn không được. Quốc chủ Liệt Dương Quốc, chúng ta không thể hỗ trợ. Lão giả lắc đầu, không được, lúc này chúng ta hỗ trợ sẽ chỉ làm chuyện càng ngày càng hỏng bét. Quốc chủ Liệt Dương Quốc, trận pháp thiết lập tại Vân Mộng Đài, người bình thường trên căn bản không thể vào trong, chỉ có Bị Quốc chủ Liệt Dương Quốc nhắc nhở ba vị lão giả mới như tỉnh ra từ trong mộng vân mộng đài chỉ có quốc chủ ly dương quốc hoặc quốc sư mới có thể tùy thời đi lên lão giả số một ly dương bên kia khẳng định đã phát hiện lão giả số hai làm sao bây giờ thời gian còn chưa tới nếu như lúc này bị phá hỏng liền phí công nhọc sức lão giả số ba mãi mới chờ đến lúc này tuyệt đối không thể để người ta phá hỏng quốc chủ liệt dương quốc nói ta có biện pháp ba tên lão giả đồng thời nhìn về phía hắn Ba vị tổ gia gia nếu là tin người tiểu bối này, tiểu bối lập tức đi làm. Ngươi có nắm? Chắc không. Quốc chủ Liệt Dương quốc, 89 phần 10. Ba tên lão giả liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, vậy liền giao cho ngươi, nhất định phải kéo dài thời gian. Vâng. Quốc chủ Liệt Dương quốc chắp tay lui ra, chờ sau khi trở lại thư phòng, Quốc chủ Liệt Dương quốc nhìn về phía thông đạo đang đóng lại một chút. Quốc chủ, chúng ta thật sự phải Hừ, đều chết nhiều năm như vậy còn vọng tưởng trở về còn tưởng rằng hiện tại ta là hắn lúc ấy sao? Quốc chủ liệt dương quốc cười lạnh một tiếng, đi thôi, đi cùng Long gia chủ thương nghị một chút. Chương 1634, vạn kính thù ngự năm. Bãi đất ở vân mộng đài một mảnh đỏ tươi, đám người cũng không biết nên đứng ở nơi nào. Minh thù trực tiếp ngồi xuống trên nắp quan tài lưu ly, nguyệt qua cùng quốc chủ cũng không dám, chỉ có thể đứng trên tảng đá vụn ở vân mộng đài. Đôi ngân đồng của Nguyệt Qua phản chiếu trên mặt đất hoàn toàn đỏ ngầu, những rễ cây này là từ dưới đất lên, không biết thông đến nơi nào. Bọn hắn đã đào xuống dưới, nhưng lưỡi cây giống như không có điểm cuối cùng. Đan Tinh cảm thấy một nhiệm kỳ quốc chủ này của mình sợ là sắp chấm dứt. Dưới sự quản lý của hắn lại để Vân Mộng Đài biến thành cái dạng này. Các ngươi đi tìm hai đứa trẻ đến, một nam một nữ, 7 tuổi, sinh ngày dương tháng dương năm dương. Thanh âm của Minh Thù lạnh lẽo vang lên. Đan Tinh nuốt một ngụm nước bọt, hỏi đến có chút gian nan, "Tôn chủ, tìm tới làm cái gì?" minh thủ đáp rất tùy ý, hiến tế a. đan tinh một mặt quỷ dị nhìn minh thủ, tôn chủ là nghiêm túc sao? không phải nói đùa với mình chứ? đan tinh ý đồ muốn từ chỗ nguyệt qua đạt được đáp án mình muốn, nhưng nguyệt qua nhạy gật đầu, chứng minh bọn hắn không có hiểu sai. đại lục huyền tử sớm đã không cho hiến tế người sống, nếu bị phát hiện sẽ xử lý tội chết. quốc sư a, đan tinh nhíu mày nhìn về phía nguyệt qua, nguyệt qua cũng không trần chờ, nguyệt qua tự mình đi làm, quốc sư. Đan tinh không có ngăn nguyệt qua lại, gió trên đỉnh núi Tự hồ có chút ý lạnh, đó rốt cuộc là thứ gì? Đứa bé 7 tuổi không khó tìm, nhưng 7 tuổi lại là ngày dương tháng dương năm dương liền khó khăn. Đan tinh cũng không dám rời khỏi vân mộng đài, người trên núi càng là không cho phép rời đi nửa bước, để phòng để lộ tin tức, gây nên khủng hoảng không cần thiết. Tôn chủ, đây rốt cuộc là cái gì? Đan tinh cả gan hỏi. Trăng sáng nhô lên cao, khắp trời đầy sao. Minh thủ gối lên cánh tay, trong con ngươi phản chiếu sao sáng đầy trời, rực rỡ trói mắt, để cho người ta nhìn mãi không thôi. Một loại cấm thuật, thanh âm giống như bị gió thổi tán, tan vào giữa thiên địa. Đan tinh kinh ngạc. Cấm thuật. Cái gì cấm thuật? Muốn làm gì? Vì sao lại ở phía dưới vân mộng đài? Đủ loại vấn đề xoay quanh trong đầu đan tinh, muốn lập tức có một đáp án. Nhưng Minh Thủ cũng không có ý tứ tiếp tục nói hết, cô nhìn bầu trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ gì thời điểm đan tinh không biết nên làm sao bây giờ minh thù đột nhiên phun ra một câu không đầu không đuôi đại lục huyền tử gần trăm năm suy thoái phải đan tinh nhanh chóng trả lời gần đây hoàng thất nhất tộc nhân khẩu càng ngày càng tàn lụi mà những người có thiên phú trong đại lục không phải rời khỏi đại lục huyền tử thì chính là không may chết yểu minh thù chỉ vào trong đêm tối chính là nơi dễ thấy quan tài lưu ly đan tinh không hiểu nhìn sang tôn chủ quan tài lưu ly linh mạch làm dẫn huyết nhục trí thân hồn phách trở về cái cái gì đan tinh cả người đều kinh ngạc minh thủ nghiêng đầu cười với đan tinh có người muốn phục sinh đan tinh phục phục sinh đan tinh cảm giác thanh âm của mình đang run lẩy ai ai vậy ai nằm trong quan tài lưu ly vương phi của đức vương đức vương đan tinh nghẹn ngào nửa ngày mới nuốt một ngụm nước bọt không không đúng vương phi tuy là thê tử của đức vương nhưng cũng không phải là cốt nhục trí thân nhưng cô ta mang cốt nhục của đức vương, con người Đan Tình có chút có rút lại. Vương phi là mang thai nên mới bị bỏ vào. Trong quan tài lưu ly, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Tàn nhẫn sao? Minh Thủ hỏi hắn. Đan Tình gật đầu, nếu thật sự là như vậy, vậy cũng chính là tàn nhẫn. Cái này tính là gì? Minh Thủ khẽ cười một tiếng, ngược lại chủ đề liền rời đến 180 độ, mang đến cho ta chút gì ăn, muốn bỏ đói ta sao? Chúng ta không phải đang nói chính sự sao? Đan tinh nào dám để minh thủ bị đói, nhanh chóng cho người đi chuẩn bị đồ ăn. Vậy người kia làm sao có thể phục sinh? Trên thế giới thật sự có biện pháp phục sinh? Không có. Nếu như không có, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Không phải nói là cấm thuật sao? Tôn chủ a, à, nói chuyện đừng nói một nửa chứ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra a? À? Đan tinh cào tâm cào phổi muốn biết, minh thủ chỉ lo ăn rồi ngắm chăng, căn bản không để ý tới hắn. Tiểu yêu tinh cũng không biết sao rồi có chút nhớ hắn ba ngày sau nguyệt qua tìm được hai đứa trẻ bởi vì sợ chúng nhìn thấy máu ở vân mộng đài nên nguyệt qua bịt mắt dẫn tới hai đứa bé rõ ràng sợ hãi run rẩy rúc vào với nhau tôn chủ ngài sẽ không thật sự muốn bắt bọn nó hiến tế chứ không có biện pháp khác sao minh thủ cười hỏi hắn đại lục huyền tử cùng hai đứa bé ngươi chọn cái gì có chuyện gì lẽ ra là người dẫn đầu như chúng ta gánh chịu không nên đem hy vọng ký thác vào trên người đứa trẻ nhưng chúng nó có thể giải quyết tốt chuyện này minh thủ nói ngươi không cảm thấy lựa chọn như vậy càng có lời sao chúng nó chỉ là những đứa trẻ vô tội đan tinh thì thầm một tiếng minh thủ thổi phù một tiếng bật cười ta không muốn mạng của chúng nó yên tâm đi đan tinh không khỏi thở phào minh thủ cho người trải ra một con đường trên mặt đất đầy vết máu mang theo hai đứa bé kia đi đến trước quan tài lưu ly giao cho đan tinh cùng nguyệt qua mỗi người ôm một đứa đứng hai bên quan tài một hồi ta mở quan tài đồng thời đem giọt máu của chúng nó nhỏ trên bụng sau đó để giọt máu rơi xuống mép quan tài vây quanh đối diện lại thêm một giọt trên bụng cuối cùng dùng biện pháp nhỏ xung quanh đến lúc về chỗ cũ hai bên đồng thời tiến hành nhỏ từ một phương hướng rõ chưa muốn để máu của chúng nó nhỏ một vòng xung quanh quan tài minh thù gật đầu đã rõ ta cũng nhắc nhở các ngươi cái đồ chơi này bây giờ còn chưa thành hình biện pháp này còn hữu hiệu nhưng nếu các ngươi sai lầm hậu quả liền tự mình gánh chịu nghe thấy minh thù cảnh cáo như vậy nguyệt qua cùng đan tinh càng thêm ngưng trọng lên minh thù đứng trước quan tài cô đảo mắt qua trên người đan tinh cùng nguyệt qua hai người đồng thời gật đầu biểu thị đã chuẩn bị xong minh thù đặt tay lên quan tài trầm mặc đếm ba tiếng bỗng nhiên đẩy nắp quan tài ra đan tinh cùng nguyệt qua đồng thời vạch phá hai đầu ngón tay của hai đứa trẻ máu từ trong ngón tay trắng ngõn toát ra có lẽ là đau đớn hai đứa bé oa một tiếng khóc lên trong nháy mắt mở nắp quan tài ra, đan tinh cùng nguyệt qua, rõ ràng cảm giác được linh khí bốn phía đang điên cuồng tuôn vào trong bụng của Vương Phi, bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Minh thủ lấy tay chống đỡ quan tài, linh khí tuôn vào bị cản lại bên ngoài quan tài. Bụng đang lớn lên dần dần an tĩnh lại, khói dẫn hồn khói bay ở phía trên đã chớp tắt. Khói dẫn hồn biến mất, liền đại biểu thứ trong này đang muốn sinh ra. Thất thần làm gì, còn không nhanh lên. Thanh âm của Minh Thủ làm đan tinh cùng Nguyệt Qua hoàn hồn, lập tức ôm hai đứa bé nhỏ máu dọc. Theo Quan Tài, hai người trao đổi vị trí, lần nữa đem giọt máu nhỏ vào bên trong Quan Tài. Thời điểm cuối cùng, Minh Thủ nhắc nhở bọn hắn, tốt nhất để cho máu của chúng nó chồng lên nhau. Bạch, cẩn thận. Không biết là ai giống lên một câu. Dễ cây trong bùn đất đang sống sinh trưởng ra rất nhiều chi nhánh, cấp tốc lớn lên đâm về phía đan tinh bên kia. Chương 1635, Vạn Kính Thù Ngự 6 đan tinh phản ứng nhanh chóng, rễ cây đâm không trúng nhưng trong bùn đất càng có nhiều rễ cây vung ra, lít nha lít nhít bay về phía bọn họ. Đứa bé trong tay đan tinh bị dọa đến hét lên một tiếng, đúng lúc rễ cây đánh tới, trong lúc đứa trẻ dãy dụa lại từ trong tay hắn rơi xuống. Đan tinh muốn vớt đứa trẻ lại nhưng rễ cây chặn ngang tới, cản trở giữa bọn hắn. Minh thủ tay chống đỡ quan tài nhìn một đoàn hỗn loạn này, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Đứa trẻ kia rơi xuống mặt đất, oa wow, oa wow, kêu to, còn chưa kịp hoàn hồn liền lao đảo nghiêng ngã chạy về phía trước. Bên cạnh đồng thời có rễ cây cấp tốc vọt về phía đứa trẻ. Minh thủ vỗ quan tài một cái, bốn phía quan tài giống như có khí lưu phun trào, cô phi thân qua bắt lấy đứa bé kia. Nhưng vào lúc này, quan tài không có dấu hiệu nào đung đưa, bụng của nữ tử trong quan tài lại bắt đầu lớn lên. Mặc dù không nhanh như vừa rồi nhưng cũng chậm không hơn bao nhiêu. Minh thủ cấp tốc quét rễ cây điên cuồng tuôn ra, đem đứa trẻ đưa cho đan tinh, tiếp tục. Đan Tinh ôm thật chặt đứa trẻ, vâng. Minh Thù níu dễ cây đâm tới lại, đưa nó quấn sang bên cạnh, cấp tốc kết lại, lại dùng phương pháp này đem dễ cây có thể động điều kết lại hết, lúc này mới trở lại quan tài lưu ly bên kia. Bụng nữ tử đã nở lớn tùy thời đều có thể nổ, khói dẫn hồn như ẩn như hiện, gần như sắp muốn biến mất. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua tăng thêm tốc độ, sau khi vòng quanh quan tài một vòng lại một lần nữa trở lại chỗ đứng lúc đầu của bọn hắn. Tôn chủ, xong rồi. Rút lui. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua lách nhau, đồng thời lui về phía sau. Đan Tinh đem đứa bé giao cho người bên cạnh, Khẩn Trương nhìn bên kia. Quốc chủ, quốc chủ, xảy ra vấn đề rồi. Dưới núi có một người vội vã chạy tới. Chuyện gì? Đan Tinh cũng không quay đầu lại, bây giờ còn có chuyện gì có thể lớn hơn Vân Mộng Đài? Đại lục Sùng Thiên cùng Đại lục Đông Nguyên liên thủ đánh lén biên giới đại lục của chúng ta, thương vong thảm trọng. Ngươi nói cái gì? đan tinh bỗng nhiên quay đầu ánh mắt kia làm cho người báo tin run rẩy một chút đại lục sùng thiên đại cùng đại lục đông nguyên đánh lén biên giới đại lục của chúng ta thương vong thảm trọng xảy ra chuyện gì không biết trước tin tức sao đan tinh thần sắc khó coi không có không có quốc chủ xảy ra chuyện gì nguyệt qua từ một bên khác vòng qua thấy đan tinh sắc mặt khó coi mới cao mày hỏi một câu đan tinh trầm giọng nói đại lục sùng thiên cùng đại lục đông nguyên liên thủ đánh lén biên giới thương vong thảm trọng. Trong ba đại lục, đại lục Huyền Tử đã từng là bá chủ, đại lục Đông Nguyên cùng đại lục Sùng Thiên gần trăm năm vẫn luôn nhìn chằm chằm. Biên giới cũng thường xuyên có ma sát, thương vong, nhưng trực tiếp báo lên tới hắn vẫn là lần đầu tiên. Chứng minh bọn hắn tuyệt đối không phải đơn giản tiến công. Lúc này, Nguyệt Qua nghi hoặc, sau khi Đan Tinh gật đầu, bên trong đôi ngân đồng liền hiện lên một tia ám quang, làm sao lại lựa chọn lúc này, bọn hắn muốn làm gì? Đan Tinh nhìn về phía minh thủ bên kia, máu trên mặt đất hóa thành sợi tơ đang chậm rãi leo lên không trung, bao phủ quan tài lưu ly ở bên trong quan tài lưu ly cùng đức vương có quan hệ, đại lục sùng thiên đại lúc này tiến công. Đan tinh cùng nguyệt qua lích nhau, nghĩ đến giống nhau, khẳng định cùng cỗ thi thể này có quan hệ. Quốc chủ, làm sao bây giờ? Người báo tin lo lắng hỏi, thông báo cho vinh gia cùng cao. Gia, đan tinh nói, quốc sư người thủ tại chỗ này. Vâng, đan tinh mang người rời khỏi vân mộng đài. Nguyệt qua lo lắng nhìn về phương xa. Mây đen bao vây trước khi bão tố tới. Tơ máu trên không trung sen lẫn thành hình lưới, triệt để bao vây quan tài lưu ly lại. Minh thủ chậm rãi buông tay ra, bụng của nữ tử đột nhiên bành trướng, Minh thủ lần nữa đưa tay lên. Sau khi lặp đi lặp lại hai lần, Minh thủ bỗng nhiên lui về phía sau. Chỗ cô đứng nhanh chóng bị tơ máu bao vây lại. Quan tài lưu ly lắc lư mấy lần, cuối cùng an tĩnh lại. Khói dẫn hồn mở nhạt bay phía trên quan tài lưu ly thời điểm những rễ cây ở quan tài lưu ly bị tơ máu bao vây lại tựa hồ liền đã mất đi hoạt tính nhanh chóng khô quắt rơi xuống mặt đất tôn chủ minh thủ xoa xoa tay từ trong tay áo lấy ra một trái cây gặm hai cái mới nói quốc chủ của các ngươi đâu nguyệt qua chắp tay đông nguyên cùng sùng thiên đánh lén biên giới quốc chủ trở về thương lượng lúc này minh thủ cười đến có chút ý vị không rõ tôn chủ thứ này kế tiếp nên xử trí như nào có thể hủy đi nó không nó ở trên linh mạch của đại lục huyền tử hủy nó chính là hủy đi linh mạch của đại lục huyền tử ngươi nếu là nguyện ý ta cũng không ngại giúp ngươi hủy đi nó toàn bộ đại lục huyền tử nguyệt qua đương nhiên không dám cũng không thể tôn chủ nguyệt qua nhìn về phía quan tài lưu ly đức vương thật sự muốn phục sinh phục sinh nữ tử hững hờ cắn trái cây nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như châm chọc lại như thương hại nào có cái gì phục sinh nguyệt qua mang theo tia không hiểu nhìn về phía minh thù nếu như không có vậy bọn hắn trông thấy chính là cái gì hơn nữa lời này không phải chính cô nói ra sao minh thủ nâng khóe môi lên trầm lặng nói trước đó ta nói câu nói kia đằng sau còn có một nửa quan tài lưu ly linh mạch làm dẫn huyết nhục trí thân hồn phách trở về máu tươi làm thức ăn giết chóc làm ác nhân thần điều cự ma linh trở về ma linh minh thủ gật đầu đức vương đem vương phi mang thai con hắn dùng phương pháp đặc biệt nhốt vào trong quan tài lưu ly lại đem quan tài đặt ở trên linh mạch, linh mạch có thể cam đoan Vương phi còn sống. Cùng thời gian đó, một sợi thần hồn đức vương dùng để thiết hạ cấm chế biến mất, đứa bé bắt đầu trưởng thành, Vương phi liền sẽ bị đứa bé trong bụng hấp thu sinh mệnh mà chết đi, mà đứa bé cũng sẽ dung hợp với một sợi thần hồn đức vương để lại kia, kế thừa ký ức của đức vương. Đây chính là cái gọi là phục sinh." Nguyệt Qua nói, "Hắn sinh sẽ là người bình thường sao?" "Minh Thù, ngươi cảm thấy một người trưởng thành trong thi thể sẽ là người bình thường sao?" Nguyệt Qua dĩ nhiên không phải xuống núi minh thù quay người đi xuống dưới núi tôn chủ xuống núi làm gì nguyệt qua lúc này trong đầu dối bời đứa bé trong bụng đã bắt đầu trưởng thành liền cần chất dinh dưỡng vương phi đã chết không có cách nào cung cấp chất dinh dưỡng cho nó dưới núi nhất định còn có đồ vật minh thù dùng câu khẳng định nói nguyệt qua nghĩ đến những rễ cây mang theo máu kia những rễ cây kia đều là thông xuống dưới mặt đất dưới chân núi vân mộng đài đóng giữ lấy không ít người minh thủ để bọn hắn tách ra đi tìm, có nơi nào dị thường liền cẩn thận xem xét. Bao quát ngọn núi ở Vân Mộng Đài nhưng không giới hạn ở đây, phạm vi có thể khoét tán xung quanh. Mọi người có chút mờ mịt, không có mục tiêu, bọn hắn hoàn toàn không biết phải tìm cái gì. Hai hòa hiệu tiểu tiên nữ, phỏng. Vấn hai hòa hiệu của chúng ta một chút, sắp offline, ngươi có cảm tưởng gì? Hai hòa hiệu, cuối cùng cũng không thể thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh thù, cửu thiếu, tiểu thiên sứ, nhị cẩu tử, hài hòa hiệu, làm sao, các ngươi không muốn xem. Minh thủ cửu thiếu tiểu thiên sứ nhị cầu tử, lắc đầu, chúng ta không phải loại người hệ thống nông cạn kia. Vương giả, ta đến ta đến. Vinh diệu, ta cũng tới hài hòa hiệu, đi đi đi. Nhị cầu tử, ta góp một bàn mặt trược. Minh thủ cửu thiếu tiểu thiên sứ. Phản đồ. Chương 1636, vạn kính thù ngự bảy. Hoàng cung ly dương quốc. Đan tinh đang cùng các đại gia tộc cùng triều thần nghị sự, quốc chủ, lần này là đại lục Đông Nguyên cùng đại lục Sùng Thiên liên thủ, chúng ta không phải là lấy trứng trọi đá. Còn chưa bắt đầu đã có người nửa đường bỏ cuộc. Tình huống trăm năm này của đại lục huyền tử, trong lòng bọn hắn đều biết rõ. Mà đại lục Đông Nguyên cùng đại lục Sùng Thiên vẫn ở đường dốc. Cái này cũng không trách bọn hắn. Đan tinh đập một cái vào trên long ỉ, trên mặt không thể che hết vẻ giận dữ. Ly Dương Quốc là thế hệ thủ vệ của đại lục huyền tử, bây giờ còn chưa đánh tới, các ngươi liền muốn lui. Đan tinh nổi giận, Người còn chưa kịp lên tiếng liền dồn dập đem lời muốn nói ra nuốt trở về. Biên giới tổn thất nặng nề, hiện tại quan trọng nhất chính là phái người chi viện." Đan Tinh nói, "Vinh gia chủ." Vinh gia chủ bị điểm tên hít sâu một hơi, đi tới, chắp tay khom người, "Quốc chủ, ngươi điều khiển một chi đội ngũ đến biên giới trước, ổn định tình huống." "Vâng." Vinh gia chủ trong lòng không quá tình nguyện, ai biết tình huống ở biên giới như thế nào. Đan Tinh cười lạnh, "Mọi người tốt nhất nên đoàn kết một chút." Nếu Đại Lục Huyền Tử thật sự xảy ra chuyện gì, ai cũng không có kết cục tốt, các ngươi cho là hai đại lục kia sẽ tiếp nhận các ngươi? Dưới lửa giận của Đan Tinh, cuối cùng không ai dám nói, hết thảy dựa theo sắp xếp làm việc. Biên giới bên kia, Long gia cùng Liệt Dương quốc dẫn đầu càn quét qua biên giới Đại Lục Huyền Tử. Đại Lục Huyền Tử không có phòng bị, phòng tuyến biên giới rất nhanh liền thất thủ, cuối cùng vinh gia mang người đuổi tới mới tạm thời cản bọn hắn lại được. Người sau đó Đan Tinh phái tới cũng lần lượt đuổi theo, cục diện dần dần ổn định. Minh thủ bên kia cũng tìm được một nơi dị thường, hoặc nói là một cái thôn. Cái thôn này cách Vân Mộng Đài không xa, từ trong thôn cũng đều có thể nhìn thấy Vân Mộng Đài, nhưng từ Vân Mộng Đài căn bản không nhìn thấy cái thôn này. Thôn ở dưới một ngọn núi, đỉnh núi hoàn toàn che chắn tầm mắt nên không nhìn thấy phía dưới. Ra vào thôn cũng chỉ có một con đường, nếu không có người đi nhầm vào, đoán chừng bọn họ cũng không phát hiện được. Cái thôn này dị thường, chính là không có bất kỳ ai. Minh thủ đưa tay khiểu thảo dược phơi trong sân nơi này có vết tích sinh hoạt, hẳn là trước đây không lâu mới dọn đi. Bốn phía đồ vật lộn xộn, đi rất vội vàng. Nguyệt qua bổ sung, nhìn từ quy môn của thôn, nơi này chỉ ít có hơn 100 người. Nhưng không nhìn thấy đồ vật của người già cùng trẻ em. Minh Thù vứt bỏ thảo dược, để bọn hắn tìm cẩn thận một chút. Thôn này quái dị như vậy, Nguyệt qua không dám lơ là, tự mình mang người đi lục soát. Thế nhưng cái thôn này trừ quái dị một chút, không có người già trẻ em cũng không có chỗ nào cổ quái, đồ vật thôn dân nên có đều có giống như chính đã sinh hoạt ở đây các ngươi nói sẽ có người bắt bọn họ đi hay không có người nhỏ giọng nghị luận nói không chừng là vậy thôn này cách vân mộng đài gần như vậy chúng ta làm sao lại cho tới bây giờ cũng chưa từng phát hiện qua đúng thế tà môn minh thủ đứng trước một cái sân nghe bên kia trò chuyện quốc sư ngươi cảm thấy thế nào nguyệt qua cung kính trả lời trong thôn mặc dù hỗn loạn nhưng cũng không có vết tích đánh nhau hẳn là người ở nơi này tự mình rời đi hơn nữa nhìn qua các loại vết tích hẳn là vài ngày trước cũng chính là thời điểm bọn họ ở vân mộng đài những người này rời khỏi nơi này trùng hợp như thế tất nhiên có gì đó quái lạ quốc sư quốc sư có người từ đằng xa hô hào chạy tới chúng ta tìm thấy một cái giếng giếng được phát hiện ở phía sau thôn lúc đầu được dùng đồ vật phủ lên nguyệt qua để bọn hắn lại tìm một lần sau đó liền phát hiện miệng giếng này minh thù còn chưa đến gần đã ngửi được một cỗ máu tươi mùi máu tươi nồng như vậy các ngươi vừa rồi không ngửi thấy người đứng bên cạnh giếng lắc đầu nói đến kỳ quái vừa rồi thứ này hẳn là ở phía trên chúng ta thật đúng là không ngửi thấy người kia chỉ chỉ đồ vật che miệng giếng bên cạnh rét vì để cho minh thủ tin tưởng bọn hắn còn đem đồ vật một lần nữa đắp lên quả nhiên mùi máu tươi biến mất hẳn là có kèm theo trận pháp gì nguyệt qua nói trong giếng có cái gì bẩm quốc sư chúng ta không dám động loạn minh thủ nhìn trong giếng một chút tối như mực không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng mùi máu tanh rất nồng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn minh thủ cho người tìm đến đồ vật dùng để múc nước thùng gỗ buộc dây thường bị thả xuống dây thường không đủ phải buộc thêm một chút lúc này mới cảm giác được đã rơi vào trong nước thùng gỗ chậm rãi bị kéo lên càng lên cao đám người càng có thể ngửi được mùi vị làm cho người ta buồn nôn kia lấy thùng gỗ rời khỏi miệng giếng uệ có người trực tiếp chạy sang bên cạnh nôn Minh thủ che mũi, lui ra phía sau một bước, Nguyệt Qua mặt không đổi sắc nhìn xem, nhưng cũng nhìn ra được hắn đang cực lực chịu đựng mùi vị khó người kia. Trong thùng gỗ tất cả đều là huyết dịch sền sệt, bên trong có ngâm vật kỳ quái, giống như là cái gì đã mục nát. Người cầm thùng gỗ bịt lỗ mũi, cái này là thứ gì? Thật buồn nôn, thối quá a, à, là người. Nguyệt Qua cho người đặt thùng gỗ lên mặt đất, chỉ vào một bộ phận nhô lên trên thùng gỗ, chỗ đó là ngón tay. Đám người, người, người thối thành như vậy cái này. Quẹ. Lại là một trận nôn mửa, cũng may đại đa số người đều không ăn cái gì, cũng không có phun ra thứ gì. Trong giếng toàn là vật như vậy, bọn hắn lờ mờ có thể phân biệt ra được ngón tay, lỗ tai, tóc. Quốc sư. Minh thủ lui đến phía dưới, nhìn về phương hướng vân mộng đài. Đây chính là thứ cung cấp cho phía trên. Lông mày nguyệt qua một mực nhíu chặt, tôn chủ, chỗ như vậy có thể còn có hay không? Ngón tay trắng nõn của minh thủ xẹt qua không trung, chỉ về phương hướng đô thành, Đô thành của Đại Lục Huyền Tử xây dựng trên linh mạch, bảo vệ toàn bộ đại lục. Đức Vương là muốn mượn lực lượng của linh mạch nuôi dưỡng vật kia, đạt được tâm nguyện phục sinh. Đã như vậy, trừ vị trí Đông Phương hiện tại, Tây, Nam, Bắc, Tam phương nhất định còn có một nơi như vậy. Nguyệt Qua sẽ cho người đi tìm. Minh Thủ từ chối cho ý kiến, nhất định phải tìm được thứ này ở bốn phía, bằng không thì sẽ không có cách nào hủy đi thứ trên Vân Mộng Đài. Quả nhiên Nguyệt Qua rất nhanh liền dẫn người đi tìm ở Tam phương giống như Minh Thủ nói sơ tán người ở đô thành trước đi tôn chủ vì sao ai biết trong quá trình sẽ phát sinh chuyện gì đô thành cách vân mộng đài gần như vậy chết đi coi như xong minh thủ cắn một miếng trái cây ta cũng không chịu trách nhiệm nguyệt qua hiện tại biên giới bên kia nghiêm trọng nếu lúc này sơ tán đô thành sợ là sẽ bị người ta cố ý lợi dụng thời gian không chờ người a nguyệt qua nguyệt qua nhanh chóng đi tìm đan tinh thương lượng đan tinh nghe xong không nói hai lời liền cho người sơ tán đô thành tôn chủ đều không nghe, muốn chết sao? Hắn cũng không muốn chết. Bách tính bên trong đô thành đột nhiên nhận được thông báo sơ tán, từng người đều tưởng rằng hai đại lục đang đánh nhau. Đám người khủng hoảng một chút, trạng thái trồng chất, còn có người đục nước béo cò, người phụ trách sơ tán bó tay toàn tập. Cái này đều là chuyện gì a? À? Chương 1637, Vạn Kính Thù Ngự, 8. Biên giới. Quốc chủ liệt dương quốc ngồi bên trong doanh trại, nghe người phía dưới báo có tình hình chiến đấu, cao mày thần sắc không rõ làm cho người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì người báo cáo nói xong cẩn thận quan sát hai lần không biết mình nên đi hay nên ở lại quốc chủ quốc chủ liệt dương quốc phất tay ra hiệu hắn lui xuống thời điểm người báo cáo ra ngoài vừa vặn có một nam nhân trung niên từ bên ngoài đi vào quốc chủ liệt dương quốc nâng mắt nhìn qua bên kia thế nào nam nhân trung niên bước nhanh đi vào doanh trại quốc chủ vân mộng đài bên kia phòng thủ nghiêm ngặt người của chúng ta không thể đi lên vậy liền nghĩ biện pháp. Quốc chủ liệt dương quốc bóp chặt thành ghế, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Quốc chủ, nam nhân trung niên vẻ mặt nghiêm túc, nữ nhân trước đó xuất hiện ở tháp thiên khải, tựa hồ cũng ở vân mộng đài. Quốc chủ liệt dương quốc trầm mặc vì ở vạn kính sơn kia. Nam nhân trung niên gật đầu, cô ta ở trong đó làm gì? Cụ thể không rõ ràng, nhưng dường như vân mộng đài hiện tại là cô ta định đoạt. Quốc chủ liệt dương quốc tay phải chống đỡ lấy môi, ngón tay ma sát trên cánh môi mấy lần, vạn kính sơn. Đi thông báo đại lục đông nguyên bên kia, tối nay phát động tập kích. Quốc chủ, đại lục huyền tử bên kia phái không ít người đến, làm như vậy chúng ta khả năng cũng sẽ tổn thất. Cứ làm theo lời ta nói. Nam nhân trung niên thở dài, vâng. Ban đêm, đại lục đông nguyên cùng đại lục sùng thiên đồng thời khởi xướng tập kích, trong lúc hỗn loạn tưng bừng. Quốc chủ liệt dương quốc mang người chạy vào đại lục huyền tử bên kia, đảo mắt liền mất đi tung tích thời điểm quốc chủ liệt dương quốc đuổi tới đô thành của ly dương quốc bách tính bốn phía sớm đã không còn một ai chỉ còn lại một đô thành trống rỗng sao lại thế này thuộc hạ cũng không biết tin tức của bọn hắn bị trì hoãn một chút cho nên không thể kịp thời nhận được tin tức trước khi quốc chủ liệt dương quốc nổi giận người kia vội vàng nói thuộc hạ lập tức đi thăm dò bên trong đô thành vắng vẻ không người quốc chủ liệt dương quốc cũng không dám tiến vào sợ có mai phục gì quốc chủ đã tra được hai ngày trước quốc chủ ly dương quốc, đột nhiên hạ lệnh để bách tính ở đô thành toàn bộ di tản. Nguyên nhân gì? Cái này, người kia ấp á à ấp úng, cái này dân chúng cũng không rõ ràng. Hoàng thất ly dương quốc phát mệnh lệnh, không rời đi cũng phải cưỡng ép chuyển đi, chưa hề nói nguyên nhân. Quốc chủ liệt dương quốc nhìn về phương hướng Vân Mộng Đài. Đi, tin tức từ Vân Mộng Đài truyền đến giống như người kia nói, trọng binh chấn giữ, trừ những thủ vệ này cũng không có những người khác. Trận pháp phòng ngự ở Vân Mộng Đài toàn bộ triển khai một con chim cũng bay không lọt quốc chủ liệt dương quốc chủ nhìn về phía đỉnh núi sắc mặt dần dần tối xuống hắn thân là quốc chủ liệt dương quốc lại cũng có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng mãi đến lần trước khi tháp thiên khải mở ra những lão gia hỏa kia mới nói cho hắn biết một số việc cuộc chiến u thủy tổ tiên đức vương của bọn hắn trở thành người được lợi lớn nhất phân chia huyền tử tam đại lục lúc mới bắt đầu chiến loạn không ngừng đức vương là muốn đuổi tận giết tuyệt ly dương quốc đáng tiếc ly dương quốc thống lĩnh đại lục huyền tử thời gian dài như vậy nào có thể bị đức vương dung chuyển bởi vậy ở trong chiến loạn đức vương tìm cách chiếm lĩnh vân mộng đài hắn cho người đào vân mộng đài ra đem vương phi mang thai con của mình dùng bí thuật nhốt sống bên trong quan tài lưu ly đây là hắn để lại cho mình một đường lui cho dù có một ngày hắn chết hắn cũng còn có thể ngóc đầu trở lại rõ ràng đã trôi qua lâu như vậy đời sau cũng không biết đã chết mấy đợt lại có những người cũ ghi nhớ cái chức trách này ý đồ muốn đón hắn trở lại quốc chủ liệt dương quốc bẻ gãy nhánh cây trong tay trên mặt xuất hiện một tia ngoan lệ hiện tại đại lục này là của hắn hắn làm sao có thể để một người chết trở lại người chết nên an nghỉ dưới đất nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn hắn ra quốc chủ liệt dương quốc phân phó nam nhân trung niên nam nhân trung niên có chút lo lắng nhưng thấy quốc chủ liệt dương quốc kiên trì chỉ có thể thở dài dưới đáy lòng ngay tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị dẫn thủ vệ lên núi trên đỉnh vân mộng đài đột nhiên phát ra hồng quang lóa mắt hồng quang từ không trung lướt qua đảo mắt liền đã bao phủ toàn bộ đô thành hồng quang xen lẫn bầu trời không khác nào một cái lưới lớn quốc chủ nam nhân trung niên vội vã chạy tới tình huống này không đúng chúng ta có phải là bọn hắn hiện tại cũng ở trong phạm vi này hồng quang này là thứ gì quốc chủ liệt dương quốc lên núi nam nhân trung niên quốc chủ quốc chủ liệt dương quốc im ắng liếc hắn một cái nam nhân trung niên không lay chuyển được quốc chủ liệt dương quốc nhưng khi bọn hắn đến chân núi thủ vệ trước đó còn canh giữ bốn phía vân mộng đài lúc này lại một người cũng không thấy quốc chủ chuyện này quá kỳ quái chúng ta không thể đi lên quốc chủ liệt dương quốc có chút trần chờ nhưng hắn không đi lên chơi đức vương thật sự trở về thì làm sao bây giờ thật chẳng lẽ muốn để hắn đem tất cả thứ thật vất vả mới đạt được chắp tay nhường cho không hắn không làm được cho dù người này đã từng tổ tiên của mình hắn cũng không có hào phóng như vậy đỉnh núi quan tài lưu ly bị nâng lên không trung dễ cây kết nối dưới đáy đã bị chém đứt toàn bộ trong quan tài thỉnh thoảng phát ra từng tiếng vang tựa hồ là thứ bên trong biết mình sắp bị hủy diệt không cam lòng va chạm quan tài lưu ly nguyệt qua đứng phía sau minh thủ trong tay bưng lấy nửa chén máu nguyệt qua thần sắc có chút khó coi tay bưng chén có chút phát run hắn không thích máu tươi nhưng lúc này hắn cảm thấy mình có chút không khống chế được hương vị của máu này tựa hồ rất mê người muốn uống một ngụm không Minh thủ đột nhiên quay đầu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. "Nguyệt Qua, ai dám uống a?" À. Nguyệt Qua hít sâu, lại hít sâu, tiếp tục hít sâu. Tôn chủ nói đùa. Minh thủ thu tầm mắt lại, chờ hồng quang trên trời triệt để hoàn thành, cô nhận lấy cái chén trong tay Nguyệt Qua, đi về phía quan tài Lưu Ly. Quan tài Lưu Ly lắc lư đến lợi hại hơn. Minh thủ đem chén máu kia đặt phía dưới quan tài Lưu Ly, rời khỏi một khoảng cách, quan tài chậm rãi hạ xuống. Nữ tử trong quan tài đã ngồi dậy làn da trên mặt cô ta đã chóc ra không ít, lúc này nhìn qua càng lộ ra vẻ dữ tợn buồn nôn. Tay nữ tử đang cào mép quan tài, thỉnh thoảng dùng thân thể va chạm. Ánh mắt Minh Thủ rơi xuống bụng cô ta, ngươi không nên được sinh ra. Ta không nên được sinh ra. Trong bụng đột nhiên vang lên thanh âm non nớt, ngươi dựa vào cái gì quyết định ta có nên sinh ra hay không? Dựa vào ta lợi hại hơn ngươi. Minh Thủ cũng chẳng suy nghĩ gì, nó ở trong bụng được nuôi dưỡng. Thời gian dài như vậy, không biết nói chuyện mới kỳ quái. Lời này để thứ trong bụng nhất thời không có cách nào đáp trả. Ngươi lợi hại ngươi giỏi." Thanh âm non nớt kia lại vang lên, "Ngươi muốn giết ta. Ngươi chiếm cứ linh mạch của Đại Lục Huyền Tử thời gian dài như vậy, làm hại toàn bộ đại lục suy thoái, chẳng lẽ không nên giết ngươi? Cái này cũng không phải ta có thể lựa chọn, ngươi dựa vào cái gì trách ta?" Minh thủ tán đồng, "Đúng, phụ thân ngươi sai, cho nên muốn trách thì trách phụ thân ngươi, thời điểm xuống dưới nhất định phải tìm hắn tính sổ thật tốt, thật là không có nhân tính." đã có ký ức của đức vương ký, cũng xem chính mình như đức vương, lại giả dạng ngây thơ vô chi ma linh. Chương 1638, vạn kính Thù ngự chín. Có lẽ là biết cùng minh thủ nói không thông, Ma Linh liền không lên tiếng nữa mà bắt đầu va chạm quan tài Lưu Ly, muốn dựa vào lực đi ra. "Đừng phí sức." Minh thủ nói. Ma Linh dựa vào nữ tử nhìn bên ngoài, hắn cũng không thể nhìn rõ bên ngoài là ai, chỉ có một hình dáng mơ hồ. Thanh âm của hắn dần dần bén nhọn, "Ngươi là ai? Ngươi không biết ta?" minh thủ nhíu mày mất trí nhớ rồi ma linh dung hợp ký ức của đức vương nhưng chỉ là vẻn vẹn một sợi thần hồn của đức vương ấn tượng khắc sâu nhất của hắn chính là mình là đức vương là phục sinh hắn còn có kế hoạch lớn phải hoàn thành cộng thêm hắn còn chưa ra đời thấy không rõ lắm tự nhiên không nhận ra là ai không biết cũng tốt miễn cho người bị hủ dọa ma linh thần sắc vặn vẹo hung ác đụng quan tài hai lần ngươi thả ta ra ngoài không được minh thủ cười một chút ngươi ra ngoài vạn kính giới còn có thể sống yên ổn ta là cảm thấy không quan trọng bất quá nếu vị kia nhà ta nhìn thấy cũng không phải sẽ khó chịu sao ma linh chuyện này đến cùng là chuyện gì mãi hắn mới chờ đến ngày hôm nay nói không cho hắn ra ngoài liền không cho hắn ra ngoài phanh 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 phanh, phanh ma linh điều khiển thân thể của nữ không ngừng va chạm quan tài lưu ly minh thủ giơ tay lên chén máu trôi nổi dưới đáy quan tài nối thành một đường theo động tác tay của minh thủ tơ máu bắt đầu hình thành một cái trận pháp phanh thả ta ra ngoài. Ta muốn giết sạch các ngươi. Thả ta ra ngoài. Phanh 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 thanh âm càng lúc càng lớn, hồng quang bốn phía quan tài bị đâm đến bất ổn, lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Ma Linh cũng phát hiện, đâm đến càng hung hăng. Hắn muốn đi ra ngoài. Hắn nhất định phải ra ngoài. Người ngăn cản hắn đều phải chết, đều phải chết. Người nào? Thanh âm nguyệt qua quát lớn làm minh thủ phân tâm, ánh mắt liếc qua bên kia. Chỉ thấy bên kia đột nhiên nhảy ra mấy người mang theo vũ khí, đang công kích về phía Nguyệt Qua. Thời điểm bao vây Nguyệt Qua, đằng sau còn có người xuất hiện. Trong đó liền có quốc chủ liệt Dương Quốc. Dừng tay. Quốc chủ liệt Dương Quốc chủ hô một tiếng. Người đang cùng Nguyệt Qua giao thủ trần chờ một chút, cấp tốc lui về bên cạnh quốc chủ liệt Dương Quốc. Nguyệt Qua nhíu mày nhìn bọn hắn. Người của đại lục sùng thiên sao lại xuất hiện ở đây, hay là quốc chủ liệt Dương Quốc? Nguyệt Qua nhanh chóng lui đến bên cạnh Minh Thù, sợ bọn hắn ra tay với Minh Thù, ma linh thông qua sợi thần hồn kia của đức vương phát giác được có hậu nhân của mình xuất hiện liền lập tức hưng phấn giết bọn hắn nhanh giết bọn hắn ánh mắt quốc chủ liệt dương quốc rơi vào quan tài lưu ly đây chính là tổ tiên phục sinh quốc chủ liệt dương quốc cảm thấy tam quan của mình bị đánh vào một chút sau khi phục sinh là cái dạng này đức vương tại thời điểm đó biết mình sẽ là cái dạng này không nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện thanh âm không phải từ trong miệng nữ tử phát ra mà là trong quan tài hắn đứng ở phía dưới, chưa nhìn thấy tình huống bên trong quan tài, cũng chỉ có thể suy đoán hẳn là núp ở bên trong. Thật sự có thể phục sinh sao? Quốc chủ liệt dương quốc rất nhanh thu tầm mắt lại, hơi chắp tay với minh thù, các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Minh thù liếc nhìn hắn, động tác trong tay cũng không dừng lại, nhanh chóng hoàn thành trận pháp. Quốc chủ liệt dương quốc, ngươi tới nơi này làm gì? Ngành đón tổ tiên của ngươi trở về đoạt vị trí của ngươi. Đức Vương, là một người có dã tâm, hậu đài của hắn cũng kế thừa cái ưu điểm này của hắn, không phải một cái đèn đã cạn dầu. Nếu là hắn tới đón Đức Vương, vậy coi như có chút hiếu thuận. Quốc chủ liệt dương quốc nâng lên một nụ cười, xem ra các hạ cũng biết, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không nghĩ tới tổ tiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Minh thủ nhíu mày. Cô còn chưa lên tiếng, ma linh bên trong đã ngồi không yên. Dùng thanh âm non nớt bén nhọn bưng cái mắt tổ tiên quát lớn, hỗn trướng. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi còn không giết bọn hắn nghênh đón ta ra ngoài. Quốc chủ liệt Dương quốc nói với quan tài Lưu Ly: Tổ tiên, cảnh còn người mất, hiện tại cũng không phải thời đại kia của ngài. Bây giờ ngài trở về sẽ để những hậu bối như chúng ta khó xử. Ma Linh nói hưu nói vượn, chỉ cần hắn đi ra, đó chính là thời đại của hắn. Nhìn xem, con cháu của ngươi đều không chào đón ngươi. Minh Thù mỉm cười, ngươi làm người thất bại như vậy, còn ra ngoài làm gì? A, à, đã quên, ngươi bây giờ không phải là người. Ma Linh tức giận đến đụng quan tài Lưu Ly, quan tài lắc lư đến lợi hại hơn. Các hạ, những việc này ta là không tán thành. Quốc chủ liệt dương quốc nói, ta nguyện ý cùng các hạ cùng nhau ngăn cản tổ tiên. Quốc chủ liệt dương quốc nói đến vô cùng thành khẩn. Hắn thế nhưng là lão tổ tông của ngư oi. Khóe mắt mình thủ mang theo ý cười nhạt nhẽo, người bất hiếu như thế sao. Quốc chủ liệt dương quốc, hắn hiện tại là đang giúp cô có được không? Quốc chủ liệt dương quốc hít sâu một hơi, thong thả nói, ta tôn kính tổ tiên của ta, nhưng hắn không thuộc về thời đại này sự xuất hiện của hắn sẽ để cho đại lục lâm vào nguy hiểm không thể dự đoán vì con dân của ta ta không thể để hắn ra ngoài ngươi không phải là cùng long gia liên hợp tiến đánh đại lục huyền tử hiện lại nói cái gì nguy hiểm các hạ việc này ta cũng không có cách người tổ tiên để lại nhất định phải hoàn thành nguyện vọng này ta chỉ có thể chủ động nhận lấy nhiệm vụ này ha ha một tiếng ha ha kia của minh thù làm đáy lòng quốc chủ liệt dương quốc hơi hồi hộp một chút thanh âm thiếu nữ lần nữa vang lên Vậy ngươi đưa lão tổ tông của ngươi đến đoạn đường cuối cùng đi. Quốc chủ Liệt Dương quốc, còn chưa lý giải câu nói này có ý tứ gì liền thấy trận pháp dưới đáy quan tài đột nhiên mở rộng. Ánh sáng của trận pháp quét tới, Quốc chủ Liệt Dương quốc cả kinh lui về phía sau, nhưng tốc độ của ánh sáng càng nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể của hắn. Ánh sáng đem toàn bộ Vân Mộng Đài bao phủ lại. "Thả ta ra ngoài." Ma Linh còn đang gào thét. Quốc chủ Liệt Dương quốc nhìn ngón tay minh thủ đang kết ấn đó là phương thức kết ấn hắn chưa từng thấy qua. Người của vạn kính sơn này, rốt cuộc là ai? Quốc chủ liệt dương quốc thấp giọng hạ lệnh, tiến lên. Quốc chủ, lên. Nam nhân trung niên bị ánh mắt lạnh lùng của quốc chủ liệt dương quốc làm cho chấn kinh, lời đến khóe miệng liền nuốt trở về, vắt tay cho người động thủ. Tất cả mọi người cùng nhau nhào về phía minh thù cùng nguyệt qua. Minh thù đưa một tay ta, trong lúc vung tay áo vô hình có sóng khí bay về phía bọn hắn. Sóng khí rõ ràng nhìn qua cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khi bọn hắn chặn lại liền như cự thạch ngàn cân va vào trên người. Người xông lên trước từng người từng người bị đụng bay, rầm rầm rơi trên mặt đất, tóe lên cho bụi ngay tại chỗ. A! À, trong quan tài lưu ly đồng thời phát ra một tiếng kêu to. Hồng quang bốn phía quan tài lưu ly bị xông phá, nữ tử từ bên trong quan tài xoay người đi lên, đứng phía trên quan tài. Lúc này quốc chủ liệt Dương quốc mới nhìn rõ dáng vẻ của nữ tử vải áo ở phần bụng to lớn kia đã nứt ra, lộ ra làn da màu xám. Vốn là y phục hoa lệ, trong nháy mắt đã trở nên cũ nát, theo động tác của nữ tử không ngừng rách ra rơi xuống. Ha 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 ha, thanh âm ma linh từ trong bụng truyền tới, ta lập tức liền ra ngoài, những người các ngươi đều trở thành một bộ phận của ta đi. Chương 1639, vạn kính thù ngự, 10. Ba phe đều chiếm một phương, lúc này ai cũng không động thủ. Ma Linh mở miệng, các ngươi hiện tại thần phục ta, ta liền tha cho các ngươi một mạng, Minh thủ sách một tiếng, ta không có hứng thú. Ma Linh, vậy ngươi liền đi chết đi. Ma Linh khống chế tay của nữ tử, đá vụn trên mặt đất chấn động, bay lên không trung. Âu, oh, ngươi thật lợi hại nha. Minh thủ vô cùng qua loa khen một câu. Ngươi biết là tốt rồi. Ma Linh đoán chừng còn chưa sinh nên trí thông minh còn có chút thiếu sót. Đá vụn nỗi bồng bềnh giữa không trung đồng loạt nhắm vào Minh thủ, cùng quốc chủ liệt dương quốc. Ngươi còn không chạy. Minh thủ hiếu kỳ hỏi quốc chủ liệt dương quốc lão tổ tông của ngươi muốn giết ngươi a à. quốc chủ liệt dương quốc các ngươi đều đi chết đi thanh âm bén nhọn của ma linh vạch phá không khí đá vụn gào thét bay về phía bọn họ ngươi cứ từ từ chơi đi trẫm mới không bồi ngươi chịu chết chết một lần rất đói minh thủ nắm lấy nguyệt qua thân thể nhảy lên tránh đi đá vụn bay tới kinh vũ từ không trung lướt đến xuyên qua hồng quang tiếp lấy minh thủ chúc các ngươi chơi đến vui sướng minh thủ ngó phía dưới hô một tiếng kinh vũ hót vang một tiếng bay lên không trung. Tiếng kêu thảm thiết từ bên dưới truyền đến, là những người quốc chủ liệt dương quốc mang đến kia. Tôn chủ, linh mạch, Nguyệt Qua hơi lo lắng, cứ như vậy để bọn hắn ở trên linh mạch, thật sự không có vấn đề sao? Bọn hắn chết linh mạch cũng sẽ không sao. Minh thủ thuận miệng đáp một tiếng, Nguyệt Qua tẩy não mình phải tin tưởng Tôn chủ. Kinh Vũ dừng lại ở bên ngoài hồng quang, toàn bộ đô thành đều bị hồng quang bao trùm, nhìn qua vô cùng rung động. Phía trên Vân Mộng Đài, cát bay đá chạy, quốc chủ liệt dương quốc chủ cùng ma linh đánh cho hôn thiên ám địa này có mang theo đồ ăn không nguyệt qua đường đường là quốc sư của một nước lại lạnh mặt từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt quốc chủ nói mang theo nói dễ dụ tôn chủ nguyệt qua có một chuyện không rõ xin tôn chủ giải thích nhìn đồ ăn vặt minh thù hào phóng gật đầu nói nguyệt qua nhìn xuống dưới quốc chủ liệt dương quốc là hậu duệ của đức vương vì sao hắn lại xem như kẻ địch lúc trước hắn không phải đã nói Minh thủ nhét hai miếng điểm tâm. "Tôn chủ, ngài cảm thấy những lời kia của hắn tin được không?" Mặc dù quả thật có thể tin tưởng, nhưng hắn không tin, vẻn vẹn chỉ vì địa vị của mình. Nếu quả thật như lời đồn, mà Linh mang theo ký ức của đức vương, ra ngoài sẽ làm cho cả đại lục sùng thiên cao hơn một bậc, chuyện này đối với Liệt Dương quốc mà nói sẽ là chuyện tốt. Quốc chủ Liệt Dương quốc lại không ngốc, sao hắn lại cự tuyệt? "Quốc sư a, làm người nên thành thật một chút đi, người ta nói thế nào ngươi liền tin thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì?" tăng thêm phiền não cho mình. Thành thật không nổi, đây là vân mộng đài của hắn, dưới vân mộng đài là linh mạch. Dù sao bọn hắn cũng không sống qua ngày hôm nay. Phốc Nguyệt qua xém chút nhịn không được, đây chính là nguyên nhân cô nói không nên nghĩ ngợi. Suy nghĩ của tôn chủ chính là không tầm thường. Liệt Dương Quốc, ba tên lão giả vây quanh thắng hướng, lúc này trận pháp bốn phía thắng hướng đã ảm đạm. Thắng hướng sắc mặt tái nhợt, trước ngực nhuộm không ít vết máu. Phốc thắng hướng các hạ, lão giả số một tiến lên một bước, trận pháp ảm đạm bốn phía thắng hướng lúc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Khụ khụ khục, thắng hướng ôm ngực ho khan, phun ra tất cả đều là máu. Lão giả số 2 lập tức chuyển linh khí cho hắn, ổn định tâm mạch của hắn. Lão giả số 3 cùng lão giả số 1 liếc nhau. Thắng hướng các hạ, ngươi thế nào? Thắng hướng trở lại bình thường, lắc đầu, trận pháp bị phá, nhưng nhưng cái gì? Lão giả số 1 tính tình nôn nóng, tổ tiên không sao chứ? ra ngoài rồi sao thắng hướng phun ra một ngụ máu ta cũng không biết trận pháp bị phá liên lạc của ta cùng bên kia đã bị cắt đứt không gian có chút trầm mặc không được ta tự mình đi nhìn xem lão giả số một đứng dậy không thể trước tiên tạm truyền tin hỏi quốc chủ một chút lão giả số ba nói chọc tới ly dương quốc không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa đại lục huyền tử càng ngày càng không tốt nhưng không có nghĩa là người ta không nắm chắc lá bài cũng được ta đi hỏi một chút lão giả số một nói xong liền lấy một khối thạch truyền âm ra truyền linh lực vào nhưng thạch truyền âm một hồi lâu cũng không có phản ứng ba vị lão giả tính cả thắng hướng đồng thời trầm xuống bọn hán truyền âm quốc chủ có bao giờ không đáp trừ phi xảy ra vấn đề rồi két thạch truyền âm có động tĩnh phanh a à, nhưng động tĩnh bên trong thạch truyền âm làm bốn người đồng thời cứng đờ một tiếng hét thảm kia rất giống thanh âm của quốc chủ đều đi chết đi ta muốn săn bằng vạn kính ha 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 đám người răng rắc thạch truyền âm thạch răng rắc một tiếng triệt để vỡ vụn không gian khôi phục lại sự yên tĩnh kia là tổ tiên đức vương của bọn hắn sao người đâu người đâu lão giả số một vội vã chuyển người tiến đến để hắn đi nghe ngóng quốc chủ liệt dương quốc ở nơi nào người nghe ngóng rất nhanh trở lại trước đó quốc chủ liệt dương quốc cùng long ra bên kia thường lượng ban đêm đánh lén thế nhưng sau khi ban đêm đi đánh lén quốc chủ liệt dương quốc liền mất đi tung tích hiện tại đánh lén đã kết thúc, quốc chủ liệt dương quốc cũng không thấy trở về. Những người còn lại đang chấn an lửa giận của Long Gia, đã nói cùng nhau đánh lén, bọn hắn cẩn trọng đánh lén, kết quả người tổ chức đánh lén lại không nhìn thấy. Bị người ta làm vũ khí sử dụng, Long Gia biểu thị, không làm. Quốc chủ đến Vân Mộng Đài, lão giả số 2 trầm mặt, hắn đến Vân Mộng Đài làm gì, điên rồi sao? Lão giả số 1 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiện tại tổ tiên có phải là đã ra ngoài, lão giả số ba coi như ổn trọng nhưng không có ai trả lời vấn đề của hắn tình huống bên kia bọn hắn ở cách xa ngàn dặm căn bản không rõ ràng thắng hướng nếu tổ tiên ra sớm sẽ có ảnh hưởng gì không thắng hướng ho khan hai tiếng suy yếu nói lực lượng cùng ký ức cũng có thể chịu ảnh hưởng có ý gì chính là nói tổ tiên khả năng cũng không nhớ rõ chúng ta không nhớ rõ bọn hắn vậy bọn hắn làm tất cả hiện tại làm có ý nghĩa gì ta không nên tin tưởng hắn có thể trì hoãn lão giả số một hối hận tổ tiên tình huống không rõ ta cũng chỉ là nói một khả năng có lẽ tổ tiên còn nhớ rõ thắng hướng lại nói đúng 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 chuyện này không thể nói tuyệt đối lão giả số hai phụ họa một tiếng chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đi đón tổ tiên trở về mấy người khác đều đồng ý về phần quốc chủ liệt dương quốc hắn tự mình chạy tới vân mộng đài không biết muốn làm cái gì coi như hắn còn sống bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn tộc của bọn hắn có rất nhiều người muốn bao nhiêu quốc chủ thì có bấy nhiêu quốc chủ. Thắng hướng các hạ, chúng ta phải chăng nên lập tức lên đường tiến về Vân Mộng Đài xem xét. Thắng hướng lau đi vết máu trên khóe miệng, nếu tổ tiên thật sự đã xuất thế, vậy liền không có ai là đối thủ của hắn, không cần bối rối. Mà, nếu tổ tiên xảy ra chuyện, bọn hắn vội vàng hấp tấp đi qua cũng chỉ làm cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Lời này thắng hướng không nói ra, nhưng mấy người này đều là lão yêu quái đã sống rất lâu, nào có thể không rõ. Chuyện càng khẩn cấp, càng không thể hoảng. Chương 1640, Vạn Kính thủ Ngự 11. Chết chưa? Minh thủ đá đá quốc chủ liệt Dương Quốc không động đậy trên mặt đất. Nguyệt Qua kiểm tra một chút, vẫn chưa. Minh thủ trầm tư vài giây, vậy bổ một đao. Nguyệt Qua giật giật khóe miệng một cái, Tôn chủ, đây là quốc chủ liệt Dương Quốc. Minh thủ đương nhiên, hừm, cho nên tranh thủ thời gian bổ một đao. Lúc này không bổ đao, lúc nào mới bổ? Nguyệt Qua giải thích, hiện tại biên giới đang giao chiến có hắn trong tay, biên giới bên kia sẽ rất dễ giải quyết. Minh thủ ôm đồ ăn vặt nhét hai cái, tùy tiện đi, đi xem cái kia một chút. Lúc này toàn bộ đô thành đều là một vùng phế tích, nguyệt qua cuối cùng rõ ràng vì sao tôn chủ lại muốn để bách tính rời khỏi đô thành. Nếu không rời đi, lúc này gặp nạn chính là toàn bộ bách tính ở đô thành. Lực lượng của Ma Linh so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Ma Linh vẫn chưa được sinh ra, còn đang mượn dùng thân thể của Vương Phi. Lúc này nằm trên mặt đất, trên người không có một chỗ nào tốt. Minh Thủ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lấy cái bụng tròn vo, ngươi còn sống không? Trong bụng không có động tĩnh. Minh Thủ lấy ra một cây đao đưa cho Nguyệt Qua, lấy nó ra. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm có chút suy yếu từ trong bụng vang lên. Coi như ta nói ngươi cũng không biết, ngươi không nói làm sao biết ta không biết. Minh Thủ khả năng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, ngoẹo đầu nói, vậy ta liền không nói cho ngươi biết. Ma Linh, cầm đao, Nguyệt Qua nhớ ngày đó hắn là một quốc sư mười ngón không bị vấy bẩn hiện tại nguyệt qua hít sâu một hơi ma linh tựa hồ phát giác được chuyện phát sinh ở ngoại giới nguyệt qua tới gần ma linh liền bắt đầu kêu to ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta cho dù ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi phốc phốc đao đâm vào bụng ma linh đột nhiên an tĩnh lại bên trong phế tích chỉ còn lại âm thanh của gió thổi qua nguyệt qua đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo hắn nhanh chóng vạch bụng ra trong bụng đã không có vết máu càng giống như là một lớp da bao vây lấy một cục thịt hình cầu viên thịt hiện lên màu hồng hơi mờ có thể nhìn thấy bên trong có một đứa trẻ đang cuộn mình đây chính là ma linh cùng một đứa trẻ bình thường tựa hồ không có gì khác biệt nguyệt qua đưa tay muốn lấy nó ra đừng nhúc nhích nguyệt qua lập tức thu tay lại vừa rồi cái đồ chơi này còn biết nói chuyện khẳng định không chết ma linh lúc này an tĩnh đến dị thường giống như là đã chết minh thủ cũng không tiến lên sở soạng thú nhỏ ra trực tiếp ném qua cho người bồi bổ thú nhỏ kít một cái rơi trên viên thịt móng vuốt nhỏ có chút ghét bỏ vỗ vỗ viên thịt là rất bổ nhưng cũng thật buồn nôn a à. không ăn liền chơi chết đi thú nhỏ ăn cái này bổ hơn mãn hán toàn tịch nhiều thú nhỏ xù lông móng vuốt nhỏ dùng sức chụp hai lần mà linh phát giác được nguy hiểm bá một cái từ trong bụng bay ra cỗ thi thể kia mất đi ma linh trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi gió thổi qua liền rốt cuộc cũng biến mất không nhìn thấy. Nữ nhân này, mặc kệ khi còn sống là tự nguyện hay là bị ép buộc, đều triệt để kết thúc. Thả ta ra. Ma Linh bén nhọn gào thét, mơ hồ ngậm lấy mấy phần hoảng sợ. Đến cuối cùng đã hoàn toàn biến thành hoảng sợ. Nguyệt qua ngẩng đầu hờ hững nhìn vào hư không. Thú nhỏ đem viên thịt làm cái vật bóng bàn chụp tới chụp lui. Viên thịt kia càng chụp càng nhỏ, càng chụp càng nhỏ. Cuối cùng chỉ lớn bằng một viên ngọc trai thú nhỏ ôm nó rơi xuống ngay trước mặt Nguyệt Qua, ngao một ngụm liền nuốt. Cuối cùng hắn tự hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ma Linh. Cái này, là thú gì? Chưa từng thấy. Thú nhỏ nằm trên mặt đất, móng vuốt nhỏ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Dễ chịu lầm bầm một tiếng. Đã rất lâu chưa được ăn no như vậy. Con sen, không bằng chúng ta đi tìm một chút, nói không chừng còn có thì sao? Người xem Ma Linh là bán sỉ. Minh thủ tức giận, một đầu linh mạch có thể nuôi ra một Ma Linh đã rất may mắn. Nguyệt qua. Không phải nói ma linh rất khó đối phó sao. Bọn họ mở miệng một tiếng còn muốn nuôi thêm mấy cái. Tôn chủ, ma linh xem như đã giải quyết sao. Nguyệt qua xác nhận một lần. Cái này giải quyết đến quá thuận lợi a. À? Ừ. Minh thủ gật đầu, nhớ đưa đồ ăn vặt tới làm thù lao a. À? Nguyệt qua nhịn không được co giật khóe miệng. Tôn chủ, nếu ngài đã có thể trực tiếp giải quyết ma linh, vì sao còn cần tốn công tốn sức như thế? Minh thủ liếc hắn một cái, ma linh cùng linh mạch tương liên, không dùng trận pháp đem bọn hắn ngăn cách, linh mạch cũng sẽ bị hủy. Nguyệt qua cảm thấy mình giống như đã hiểu. Dù sao tôn chủ làm gì đều đúng. Minh thù chờ Nguyệt qua, xử lý xong quốc chủ liệt dương quốc mới quay người trở lại vân mộng đài. Quan tài lưu ly đã vỡ vụn, cái chén máu trên mặt đất kia lại hoàn hảo không chút nào tổn hại. Minh thù đứng trước cái chén, trong tay kết ấn. Nguyệt qua nhìn trận pháp trước đó khoách tán ra như đảo ngược thời gian, biến trở về huyết dịch trở lại trong cái chén kia minh thù nhìn máu trong chén thú nhỏ ở bên chân cô nhảy nhót cho ta cho ta cho ta nhanh cho ta cho ngươi ăn bể bụng minh thù đưa cái chén cho nó thú nhỏ bưng lấy cái chén xém chút một ngụ uống hết minh thù cướp về một chút đưa cho nguyệt qua uống đi nguyệt qua thần sắc kinh ngạc lúc trước hắn liền có thể cảm giác được huyết dịch này ẩn chứa lực lượng cường đại tản ra hương vị mê người tôn chủ uống hay không nguyệt qua nguyệt qua hai tay nhận lấy trong chén thừa cũng không nhiều, chỉ một ngụm nhỏ. Không có mùi máu tanh, nhưng cũng không có hương vị ngọt ngào, chỉ là một loại hương vị rất mê người. Nguyệt qua đem ngụm máu kia uống hết, một cỗ ấm áp đột nhiên bay lên. Toàn thân đều bị kia cỗ ấm áp kia bao phủ. Lực lượng trong cơ thể trôi chảy, càng thêm thông thuận hơn so với trước kia. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống lên cấp, nhưng hắn cảm thấy mình cùng linh khí của thiên địa càng thêm thông thuận. Đi biên cảnh, Nguyệt qua nhanh chóng hoàn hồn. Tôn chủ, ngài muốn đích thân đi, xử lý lão tổ tông của bọn hắn ngươi cho rằng đám người kia sẽ từ bỏ ý đồ đan tinh nghe nói minh thù muốn đến biên cảnh cũng nhanh chóng theo sau chủ yếu thành trì đều sắp đặt truyền tống trận bọn họ muốn đến biên cảnh cũng bất quá chỉ trong chốc lát bái kiến quốc chủ quốc sư vinh gia chủ mang người đợi ở truyền tống trận nhưng đan tinh cùng nguyệt qua đều để cho một nữ tử ra trước nữ tử kia vinh gia chủ cũng đã gặp rất cung kính kêu một tiếng các hạ vinh gia chủ đón bọn họ vào một gian phòng Đan Tinh lên tiếng hỏi thăm, tình huống hiện tại thế nào? Đại lục Sùng Thiên cùng đại lục Đông Nguyên liên thủ, chúng ta chỉ là đại lục, chống cự có chút phí sức, bất quá cũng may đều giữ vững. Cuối cùng, Vinh gia chủ lại thêm một câu. Liền lúc trước, đại lục Sùng Thiên bên kia tựa hồ có người nào tới, không biết thương nghị cái gì. Chương 1641, Vạn Kính Thù Ngự, 12. Người đến đại lục Sùng Thiên bên kia tự nhiên là ba tên lão giả kia, từ biên giới bên này biết được chi tiết cụ thể quốc chủ liệt Dương quốc rời đi, mấy người thương nghị, chuẩn bị tiến vào Đại Lục Huyền Tử, đến Vân Mộng Đài xem xét. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động đã có người tới báo, nói là Đại Lục Huyền Tử bên kia mang theo quốc chủ liệt Dương Quốc tới yêu cầu đàm phán. Ba tên lão giả ở Đại Lục Sùng Thiên Địa vị cao thượng, lúc này quốc chủ liệt Dương Quốc không ở đây, làm chủ sự tình liền rơi trên đầu bọn hắn. Chuyện đàm phán này, ba tên lão giả không đồng ý cũng phải đồng ý, tốt xấu gì kia cũng là quốc chủ của bọn hắn, coi như quốc chủ không thiếu nhưng cũng không thể để cho người ta vũ nhục đây là vũ nhục đối với toàn bộ đại lục sùng thiên. Thời gian đàm phán được chọn vào một ngày trời trong gió nhẹ, trời xanh mây trắng, đội ngũ hai bên ước định tại một nơi không có bãi cỏ ở biên giới. Đan tinh tự mình đi đàm phán, ba tên lão giả thì chỉ có một vị tới. Xin ra mắt tiền bối. Đan tinh lễ phép hành lễ. Người đến chính là lão giả số hai tương đối ổn trọng, hắn sờ lấy tròm dâu bạc trắng của mình, người biết ta. Đan tinh cũng không giấu giếm, khi còn bé may mắn gặp qua tiền bối một lần. Ha ha, Lão giả số 2 thả tay xuống, chắp sau lưng, giống như cảm thán, đại lục huyền tử tuổi trẻ tài cao, quá khen. Đan Tinh khiêm tốn cười cười. Hắn cũng không đợi lão giả số 2 lên tiếng, tự động ngồi vào đối diện. Hắn có lễ phép nhưng không có nghĩa là không có uy nghiêm của chi chủ một nước. Bên ngoài sân đàm phán, minh thủ ngồi xổm trên mặt đất gặm một cây trắng trắng mập mập giống như củ cải trắng. Nguyệt qua từ phía sau đi tới, Tôn chủ, đều chuẩn bị xong. Hừm, răng rắc răng rắc. Tôn chủ, chúng ta thật sự phải làm như vậy. Vì sao không? Minh thủ tiếp tục răng rắc răng rắc gặm củ cải, ăn ngon thật. Thế nhưng phía trước đang đàm phán, chúng ta lúc này đánh lén, phải chăng có làm trái quy củ? Nguyệt Qua cẩn thận đặt câu hỏi. Quy củ? Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Minh thủ ngoái nhìn cười khẽ. Nguyệt Qua xấu hổ, không nên nói quy củ với cô. Cô chính là quy củ. Minh thủ muốn đánh lén nhưng đan tinh cự tuyệt, hắn là một quốc chủ chính trực. Nhưng hiển nhiên minh thù mặc kệ hắn phối hợp hay không phối hợp, trước tiên giải quyết đám người này xong lại nói. Người ta đều đánh đến cửa, ngươi còn cùng người ta so học thức. Đây không phải có lễ phép. Đây là ngốc. Lúc này hẳn là nên đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Thời điểm minh thù mang theo Nguyệt qua đi đánh lén, đan tinh cùng lão giả số 2 đang nói tới quốc chủ liệt Dương Quốc. Đột nhiên nghe nói có đánh lén, lão giả số 2 ánh mắt sắc bén quét về phía đan tinh. Đan tinh. Lão giả số 2 vỗ bàn một cái tức giận quát một tiếng, bắt lấy hắn. Đan Tinh, tôn chủ đã làm gì? Không phải nói để hắn đến đàm phán sao? Đan Tinh cũng mang theo người. Lão giả số 2 động thủ, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hai bên khai chiến, lão giả số 2 đột phá đám người dự định bắt vua trước giặt. Đan Tinh có thể ngồi vào vị trí quốc chủ đương nhiên có thực lực, nhưng đáng tiếc không có trải qua nhiều như lão giả số 2, mấy chiêu liền rơi vào thế hạ phong. Đại Lục Huyền từ khi nào cũng hèn hạ như thế lão giả số hai nghiến răng nghiến lợi. Đan tinh cũng không biết mình có thể hèn hạ như vậy a. À. Bất quá mặt mũi không thể. Ném, đan tinh chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu trả lời, là ăn miếng trả miếng. Trước đó đại lục sùng thiên cùng đại lục đông nguyên nhiều lần đánh lén, bọn hắn có nói gì sao? Đúng, đây chính là ăn miếng trả miếng. Hắn không sai. Lão giả số 2 bị đan tinh chọc giận, ra tay càng nặng. Người xung quanh đều trở lại đất chống cho bọn hắn, trên bầu trời hình như có lôi điện xẹt qua, thân ảnh của hai người trong không khí đều là hư ảnh, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Phanh đan tinh từ trên không trung rơi xuống, đập xuống đất, thình lình xuất hiện một cái hố. Tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám cuồng vọng như thế. Lão giả số 2 đứng tại hư không, như cao nhân hạ phàm chắp tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đan tinh, khi dễ tiểu bối cũng rất đắc y nha. Thanh âm nhẹ nhàng của thiếu nữ từ trong gió truyền đến. Thanh âm đột ngột này làm lão giả số 2 nhíu mày một cái, lần theo thanh âm quét qua, nữ tử váy trắng hoa văn đỏ đạp trên không trung mà đến, vạt áo theo dị điểu xẹt qua một đường vòng cung bồng bềnh rơi xuống đất. Nữ tử dung mạo thanh tuyệt, mặt nâng lên nụ cười nhạt nhẽo, càng giống như là gió xuân tháng 3. Minh thủ kéo đan tinh dậy, đẩy qua cho Nguyệt qua phía sau, Nguyệt qua vội vàng tiếp lấy quốc chủ nhà hắn. Lão giả số 2 từ trên không rơi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Thù, còn người lấp lóe, tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét. Ngươi chính là từ người từ Vạn Kính Sơn ra, Minh thủ nhíu mày cười khẽ, nhận biết là tốt rồi. Lão giả số 2 nhíu mày, Vạn Kính Sơn khi nào lại cùng Đại Lục Huyền Tử tốt như vậy? Lại vào lúc này giúp đỡ Đại Lục Huyền Tử, liên quan gì tới ngươi? Làm sao không liên quan? Vạn Kính Sơn thế nhưng là nổi danh cùng Tháp Thiên Khải, bao nhiêu năm không có người xuất hiện qua, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người từ Vạn Kính Sơn đến, còn giúp đỡ Đại Lục Huyền Tử, làm những người như bọn hắn nghĩ như thế nào? lão giả số 2 nói, không biết đại lục huyền tử có thứ gì các hạ cần. Đại lục sùng thiên cũng cung cấp được. Đan tinh xém chút phun ra một ngụm máu. Cái này mẹ nó là công khai đào góc tường. Quốc chủ bình tĩnh. Nguyệt qua nhắc nhở đan tinh. Lão thất phu này. Đan tinh không an tĩnh được, hắn lại dám đánh chủ ý với tôn chủ. Nguyệt qua vội vàng trấn an. Đại lục sùng thiên các ngươi. Minh thủ suy cười một tiếng. Đại lục sùng thiên các ngươi cũng đều là đại lục huyền tử chia ra, có đồ vật gì là của các ngươi? Lão giả số 2, cái này mẹ nó cũng là chuyện của trăm năm trước, các hạ, cường giả là vương." Lão giả số 2 nói, "Đại Lục Huyền Tử không có năng lực, điều này cũng không trách được người khác." Nói rất có đạo lý. Minh thủ gật đầu. Các hạ đã là từ Vạn Kính Sơn ra, tất nhiên là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Lão giả số 2 tiếp tục thuyết phục, "Biết a." À. Minh thủ cười vỗ vỗ tay lão giả số 2 không khỏi cảm thấy không thích hợp, đằng sau có người tiến lên. Lão giả số 1 cùng lão giả số 3 lúc này bị trói lại, bất tỉnh nhân bị kéo tới. Đáy lòng lão giả số 2 lập tức phát lạnh. Sao lại thế? Cô làm sao có thể bắt bọn hắn lại? Minh thủ trầm rộng lên tiếng, cho nên ta dự định tiêu diệt các ngươi, thế nào? Lựa chọn này có được hay không? Lão giả số 2. Cô muốn tiêu diệt bọn hắn, còn nói đơn giản như vậy. Ngươi, Minh thủ nói, Đức Vương tính toán khá lắm, Muốn dùng dùng linh mạch của Đại Lục Huyền Tử để phục sinh, linh mạch ảnh hưởng toàn bộ đại lục, đại lục huyền tử suy thoái, cuối cùng, món nợ này có thể tính trên đầu các ngươi. Ngươi đã làm gì tổ tiên? Lão giả số 2 đột nhiên kịp phản ứng. Tổ tiên của các ngươi không phải đã sớm chết sao? Minh thủ Hiếu Kỳ, chẳng lẽ các ngươi lại muốn nhận một người không ra người, quỷ không ra quỷ là tổ tiên? Minh thủ ngược lại kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi bác ái như thế, bội phục, bội phục. Lão giả số 2 cảnh giác ngươi nói bậy bạ cái gì tổ tiên chắc chắn đã trở về ngươi đã làm gì tổ tiên minh thù buông tay ăn a à. lão giả số 2, ăn ăn cô nói đùa cái gì ta mới đi làm nên tham viết không nhiều có thể một giây hai cháp rảnh sẽ ba cháp a à.